xin chào cả nhà đã đến với kênh Kudo Family nha. Thì hôm nay hai chồng em vô nhà của bà nội Kudo chơi nha cả nhà. Đây bà nội Kudo. Thì bữa hổm á cả nhà, chồng em á hợp tác với ba em á cho anh em vậy đó cả nhà. Thì hôm nay em sẽ trả hù lại nha cả nhà, em sẽ vô rủ mẹ chồng em chơi chồng em lại nha cả nhà. Thì cái màn cho như thế nào á cả nhà mình đón xem nha. Vợ chồng em đang ở ngoài trước đi bắt gắn mối, bắt chuột bắt gì ngoài á cả nhà. Thì em đặt cái ốc quay sẵn xong rồi em sẽ giả bộ kêu chồng em vô rồi em sẽ lụm chồng em nha cả nhà. Anh ơi nghe nè, nhanh đi, nhanh đi, giữ cô đô ơi, em mẹ đi đánh bài chút coi. Trời ơi, gì trời? Giữ cô đô cho em mẹ đi đánh bài chút coi. Nhất là một lá gì giữ. Nhanh đi. Không à. Nhanh đi, ta đợi sẵn cả giờ, phải ngày sọng nắng sẵn rồi kìa. Ôi trời, nay gan chạy vô đây rút bà chạy càng lún đời luôn trời. Có gì đâu, rút hoài cái gì? Trời ơi. Rút nào nữa? Rút hổng nay rút hoài cái gì trời. Thôi từ từ. Báo giờ nha. Mẹ, hỏi mẹ coi. Không à. Ủa thôi, đặt tao rủ thôi, giờ phải gọi tao nó đi nha. Mày đâu có đi, tao nó đi nè. Gì, đi mẹ đi luôn. Ừ, chơi luôn. Trời ơi, chạy con dâu rủ cái bạn đi luôn. Ừ, đúng rồi đâu, đi mẹ ơi. Đi. Ở nhà thôi là đúng vũ mẹ đâu hả? Đi đứng bài. Có gì đâu trời. Quýnh không? Không nha, tôi không có phái vô đó nha. Trời ơi, mẹ đi hoài gì? Bỏ mẹ ăn một triệu luôn. Trời ơi. Đi vô đây đứng bài cho mẹ đi nha hả? Ừ. Ừ, bài ăn quá rồi đâu. Ừ, đỡ gì làm trời. Mày bảo mà mày bảo. Sữa hả mà? Uống sữa. Biết được hết, biết nói em sao luôn á. Ở đây mẹ đưa cho Thẩm đi. Con đi bãi. Đi nha. Thẩm. Đi đâu hả? Chị Như. Đi hả? Dạ, chị Như. Làm giả, cũng quá. Hả? Trời trời. Nhưng cái sông quá à. Như ai ngủ gì vậy? Còn đẹp quá hay nha anh đi. Báo gì vậy? Hết cả trời hả? Ở ngoài đi yên đã hay gì? Vô đây của bà già chồng đi đó. Có gì đâu trời trời. Người tự nhiên quýnh con, làm gì quýnh con. Hỏi mẹ con lá về dẫn đi ăn không á, nó hùa đâu. Trời ơi. Đi con đi. Trời. Không, có dữ gì hết. Trời. Tự ẩm đi luôn đi. Trời ơi. Để nó đây luôn đó. Đi yên đá mình đó. Đi mẹ. Làm gì trời. Đi vô. Ủa đi à, ở nhà. Thì biết mấy giờ chưa? Có gì đâu, em mẹ cũng bậy tới sáng không á. Mẹ tao quỳ, tao lại mày, tao nhận mày rồi của tao lại mày bớt khùng giùm tao đi. Ôi trời, tao dẫn mẹ đứng bậy tới sáng không? Bữa em với bội nó đi dàm nhà ba chơi á, em mẹ đứng bậy tới sáng đó. Chơi con đen mày, bữa mẹ nó ăn 1 triệu luôn đó. Mẹ tôi điện cho nó bà, trả gì về sáng sức thì chứ. Chiến là hết chỗ chơi, vừa của bà già chậm chuyến bài tới sáng luôn. Có gì đâu dạ. Bài cho bà chơi nữa chứ. Vui, có gì đâu. Trời, con nhau gì vậy? Ôi, tụi nhau của chồng, bà già chậm chuyến bài bình thường, có gì đâu trời. Trời ơi, bà chậm nhận đâu, bà chuyến bài luôn tới sáng luôn. Em không? Ê, con bà cái gì? Gì mẹ? Có gì đâu ơi, vô nhà giữ cô đô đi, em mẹ đi. Ôi. Mẹ để nó cho nó giữ đi mẹ ơi, ẵng em ngon đi cái tôi trả về tới trên nhà cho ba cái lương tôi trả gì này cho thiết luôn á. Ngon đi nữ cái đi. Vậy không cho đi gì thôi, ở nhà con mẹ chơi ở nhà luôn. Cái gì mẹ điện thoại kêu mấy bà đó lại đi. Mẹ làm gì vậy bà hoài coi. Nó chơi.
Mày đi chơi gì mày? Không chơi đi. Đi đâu rồi chứ? Trời. Mày đi hỏi với mấy bà nó lại đi nha. Chơi đi. Con nó khóc kìa chơi. Tới bây giờ anh giữ đi. Không à. Anh không cho chơi. Kêu mẹ chứa đây luôn. Chơi không? Chơi không? Uống quá hồn như vậy anh chơi không? Anh không cho đi gì kêu mẹ chứa nhà luôn có gì đâu trời. Đây, vô ngoài coi. Làm dạ. Trả ngoài coi. Gì quá là chơi vui, anh hỏi mẹ có vui không? Tụi em không có vui gì đó. Anh hỏi mẹ đó coi, chơi mình chơi mình nghiêm luôn. Chơi mình chơi mình nghiêm luôn. Đó. Trời ơi, lịch chơi. Thấy không? Trời ơi, trời ơi, nghĩ sao như mày cho mẹ vậy vậy mà. Chơi là nghiêm luôn hết cô Lông nha. Cô Lông. Mỗi giờ để chơi. Trời, cùng quá trời. Được luôn. Nghiêm không? Dục rồi, hôm nay luôn. Nè, mày lấy điện thoại kêu mấy bả lại sẵn mua một bài khác đi mẹ. Nhớ, dục thì dục đi. À, mẹ, điện thoại kêu mấy bả mua một bài khác đi. Ủa, không nha, mẹ, ngon hứa cho tôi báo công an liền đó. Nè, mày để báo công an liền đó. Ai, 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 nhà mẹ điện đi mẹ, chứ bà mua một bài khác đi, chắc trời không? Hồng ơi, vô chơi với bà tôi nè, bà ghé tiệm mà bà ấy bà mua tôi bộ bài với bà Hồng. Vô đây nha, nhà tôi nha. Trời ơi, trời ghé bài vậy luôn mẹ. Còn thiếu tay hai người rồi, mình vô đây, ngủ vô đây. Còn thiếu tay hai người rồi, mình vô đây, ngủ vô đây. Nói tôi với anh dâu tôi là hai đứa rồi. Có hai người chứ. Chơi không? Tại nghe bà Hồng, mẹ nghe bà Hồng, dâu nghe bà Hồng. Mời đợi đó. Có hai tay ngồi tôi với dâu luôn nè, biết bà nó rủ đi vô. Chứ bà rủ đi người đó mà. Ừ, rủ đi vô nghe, nhớ nha. Em ghé hoài, mua bộ bài luôn nha. Chạy đó chạy. Nghe giấc tối rồi nè, không ai biết. Cái gì uống hết kia nó chơi tới sáng, kia nó xin chồng đó đi mẹ. Vậy tối về chắc tự nhiên bấm gì sáng gì được rồi. Mới biết nấu thì xào luôn á trời, mẹ muốn chơi thay bẩn hết trời, chán rồi chứ. Chơi đi luôn. Nè mẹ làm cá đi. Ừ chơi đi, ngon cái chơi luôn đi. Đi luôn. Ê, 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 đây, đây. Tôi bắt nha. Tôi bắt đàn nha. Ừ. Bài trong tôi bắt tay cái nước tay trời bắt tay có mày nước nè mày nước tay trời ơi đừng có chơi dụng cái coi trời mày thấy mày bài chứ có nhỏ đây rồi mày cũng chơi đó mẹ còn em nữa em nói là mẹ kêu hai người kia vô rồi đi về ngoài nè không có đây nữa trời đi đi đâu trời đi về ngoài nè sạc hết giờ này ta đây như gì giờ này đây chơi im chết ung sùng quá trong nhà này chứa bậy im có không ai sợ trước cái bò kìa nó bò kìa nó trước nó bò kìa mà dục cũng bậy nó bò mẹ rồi con nó chết dục kệ anh chứ mẹ kêu mà không có mua bậy con bậy giao lại cô đơn. Ủa ba dục của bài hả con? Ồ ba dục của bài rồi. Bây giờ mấy bạn không vô giờ tới giờ mấy giờ không vô giờ. Đi mẹ, bỏ hết con mẹ ngại đi mày. Đi. Đi đây nè, đi đi. Bỏ đi. Trời ơi, bà làm cái gì chạy còn chút rồi, đi đâu hả? Đi qua đi. Phụ cơ cậy. Làm gì vậy? Bỏ mẹ đi đi. Ồ, ồ, ồ. Để nó lại đi đây. Ồ, mẹ. Để nó lâu quá. Ngồi xuống lại. Mẹ ngồi trước em, ngại nhà bảo cái gì chơi nhà bảo làm gì dữ mẹ. Thôi thôi, nè, 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 chờ đi, ngại ba con đi, nha, mà lỡ đi với mẹ con nha. Bây giờ đi đó, vô anh tập cho mẹ, bây giờ bắt ghiền vậy đó. Mẹ báo đợi không à. Mẹ về bắt ăn rồi, bởi vì bắt ghiền, có gì đâu trời. Chơi ăn không chứ có thua không? Sao biết ăn không? Tụi mốt thua lại, rồi sao? Thua là mà hù phí nữa. Ở ngoài ở đi vô đây còn tập cho bà vợ chồng hư với trời. Dâu gì trời đánh trời. Có đâu thì nữa thôi thì em mẹ lấy sổ đỏ ở nhà đi đi cầm. Được là trời à, tôi phí đầu em quá. Cầm quá anh ơi đi mẹ ơi. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Đi mẹ. Đi nè. Đi nè.
Xàm quá mày ơi. Hãy dứt vợ vô đây coi. Hai người đi đâu hả? Ủa, nó đi chơi mà không cho trời. Chơi có gì đâu, không cho trời. Bà chơi là bóp ngay là tới đó liền luôn á. Bà chơi đi. Đang nghiện chết rồi. Còn em nữa. Trời. Em ở được không? Ở gì? Cô được biến mẹ đi nha. Ôi trời, nó nghiện kìa. Trời ơi. Ký đầu em bây giờ đó. Mẹ em ơi, cho em mượn cái số đỏ đi cầm nữa nè. Trời ơi, lịch chơi. Nói gì vậy? Nè nhìn nè. Nhìn nè. Đi về chỗ khác nha. Vui dữ chưa? Trời ơi trời, bữa nay vô tới đây giống của mẹ tôi quay luôn. Chứ làm sao? Ủa sao bữa lên rủ ba được? Trời ơi trời, vậy bà cũng quay với nó luôn hả mẹ? Chơi luôn đó. Ờ trời, cứ thử với ba mừ đi chứ trời. Ủa bữa hổm anh rủ ba ổng cũng chơi, ổng cũng chơi luôn, rồi bữa nay mẹ chơi lại. Trời ơi ngon ha, vô em vô vô vũ tới bả luôn. Trời ơi quay clip cho anh tôi rồi này, này kia nữa. Em cũng quỷ ma lắm chứ không vừa đâu. Cơm gạo mà đó. Trời ơi cơm gạo luôn nữa mới chịu à. Ôi bó tay rồi, không còn gì để nói nữa. Đó thấy mày chồng tôi chịu chơi không? À, rồi chị chơi đó, chị chơi vui lắm mày, nó vui lắm, vui lắm. Vui lắm vui đó. Tao có cần quan trọng, tại vì mày nói tao rồi tao phải nói lợi thôi. Chứ bây giờ nếu mà tao không nói lợi cái mày nói tao sợ mày á. Trời ơi trời, ngon lắm rồi. Thì cả nhà ơi, đó giờ mẹ em không có đánh bài rồi này kia đâu nha cả nhà. Tại vì em rủ cho anh chồng em thì giả bộ nói vậy thôi chứ không có đánh bài nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem hết clip với hai chồng em nha. Thì thấy cái clip này hay và vui thì cho em một like, một đăng ký kênh, cộng một chia sẻ nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye. Mẹ bye bye các mẹ. Bye bye.